Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh trà vinh, kết quả xét nghiệm PCR sáng 5 tháng 9 có thêm 30 trường hợp dương tính với sars cov-2. Trong đó, huyện châu thành 11 ca, huyện trà cú 9 ca, thành phố trà vinh 4 ca, huyện cầu kè 3 ca, huyện duyên hải 2 ca và huyện cầu ngang 1 ca. 11 ca ở huyện châu thành có 10 ca được phát hiện trong chiến dịch xét nghiệm sàng lọc, 7 ca có địa chỉ ở ấp bích trì, xã hòa thuận, 3 ca ở ấp quy nông b, xã hòa lợi và 1 ca còn lại được phát hiện trong khu cách ly tập trung, địa chỉ ở ấp Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi. 9 ca ở huyện Trà Cú đều được phát hiện trong khu cách ly tập trung, địa chỉ khóm 5, thị trấn Đình An, 7 ca, ấp Sa Si, xã Ngãi Xuyên, 1 ca và 1 ca ở ấp chợ, xã Hàm Tân. 4 ca ở thành phố Trà Vinh được phát hiện trong khu cách ly tập trung, địa chỉ ở ấp Long Bình, phường 4, 2 ca và 2 ca là F1 của công ty cổ phần các mai sofa qua sen, khu công nghiệp Long Đức. 3 ca ở huyện Cầu Kè được phát hiện trong khu cách ly tập trung, địa chỉ ở ấp Trùng Sóc, xã Châu Điền. 2 ca ở huyện Dương Hải là F1 trong khu cách ly tập trung, địa chỉ ấp Dòng Bàng, xã Long Chỉnh, 1 ca và 1 ca ở ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc. 1 ca ở huyện Cầu Ngang là người nuôi bệnh nhân F0 được phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện giả chiến số 7, địa chỉ ấp Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn. Tính đến sáng ngày 5 tháng 9, Trà Chinh đã có 1.410 bệnh nhân COVID-19, có 781 trường hợp được điều trị khỏi, 17 ca tử vong. Hiện toàn tỉnh đang cách ly tập trung 1.191 trường hợp, cách ly tại nhà nơi cư trú 2.218 trường hợp.